lúc nửa đêm tư hân lén vào phòng của lâm hân không hổ là người đàn ông của ta tưởng là gỗ hóa ra là gầy có tiếng thông báo số hiệu công chúa đã ra xe không phải nhân viên chiến đấu xin hãy nhanh chóng nhảy xe he he ta chọn giả giả quả nhiên là không sai mười năm đắm chìm trong dâm dục kỹ năng ép nước trái cây độc muôn của long tư hân kỹ năng toàn hút dạ cầu thông báo tình hình khẩn cấp sẽ gieo mỏ neo rừng thuyền tư hân thầm nghĩ đáng chết ta không tin tối nay còn không thu được người ui ra, đau quá đi linh thú xuất hiện ta khuyên ngươi đừng làm bậy sẽ xảy ra mạng người đấy tư hân kinh ngạc hỏi là cái thứ gì vậy hả ta là linh thú bảo vệ lâm hân nếu không muốn bị nói ra tuyệt đối đừng chọc ghẹo hắn trong trạng thái lâm hân không có ý thức chẳng hạn giống như lúc hắn chưa tỉnh ngủ nói xong linh thú thẩm nghĩ để công chúa nhìn thấy mình dùng cực tỏa ra ánh sáng sức vận hành trong cơ thể của cậu ấy quá mạnh lúc tỉnh táo còn có thể khống chế ha ha cậu ta tỉnh rồi thì ra là đi tè à linh thú nói thêm nhưng nếu trong trạng thái không có ý thức sẽ bộc phát ra thực lực đáng sợ long tư hân liền bảo đáng sợ à tuy tôi chưa gặp qua đàn ông nhưng học được không ít trí thức lý luận trong sách của hoàng hậu ngươi đừng hỏng cô phải nhớ lâm hân nhất định là đàn ông nhưng đàn ông không hẳn là lâm hân lâm hân nói thầm đây chính là đàn ông trong đàn ông hùng tư của lâm hân sao may quá lúc nãy ta ra tay không thành công linh thú lại nói tiếp nếu muốn nhân lúc cậu ấy ngủ mà đánh lén thì nên dẫn thêm mấy người nữa cùng chia sẽ đi linh thú trêu gạo nghe có tiếng động lâm hân bừng tỉnh dậy tiếng gì vậy hả thấy trong phòng lại có người lâm hân hoảng hốt kêu là á à, tư hân sao cô lại vào phòng của ta tư hân liền tìm cách nói lãng đi a à, ta cũng nghe thấy tiếng gì nên đến tìm cậu vậy thì chúng ta đi xem thử dứt lời lâm hân đã chạy đi tìm được thôi tư hân cũng đi theo ra trong lúc hai người chạy ra ngoài thì linh thú bỗng phát hiện ra một chiếc quần xì líp nên thầm nói bên dưới của cô ấy không cảm thấy mát mẻ sao bên ngoài hai người đang chạy đột nhiên lâm hân hỏi em dễ xảy ra chuyện gì rồi hồ tam đầu liền nói có người cản đường chỉ một chút mà họ đã làm lật một chiếc thuyền của ta nếu không phải dừng lại nhanh chiếc thuyền này của chúng ta cũng chìm rồi lâm hân ngạc nhiên là hai tên hòa thượng sao a di đà phật phật ta từ bi quấy dày rồi bần tăng bọn ta đến tìm người mong thí chủ giúp đỡ hồ tam đầu liền bảo các hạ đến tìm người là được sao lại hủy thương thuyền của ta chuyện này không nói rõ thiên nghĩa bang ta không bỏ qua chẳng lẽ đây chính là chi viện của huyền thanh tông là hòa thượng sao lâm hân nghĩ thầm thì chủ trên thuyền này quá vô lễ bần tăng vừa tự giới thiệu họ đã cười ra tiếng xỉ nhục phật môn nên hai bọn ta mới cũng đã phạm giới tội lỗi tội lỗi đại cả thiên nghĩa bang liền hỏi nói như vậy thì là tại hạ quản giáo không nghiêm rồi tại hạ thiên nghĩa bang hồ tam đầu dám nói hai vị đại sư xưng hồ thế nào pháp hiệu của bần tăng là thất thân còn đây là sư đệ của ta thất cấm lâm hân lúc này đang tưởng tượng cắn lưỡi nhéo bắp đùi nghĩ chuyện bi thương nhất đời người chúng ta đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp sẽ không cười một cách dễ dàng cái này muốn không mạo phạm cũng rất khó lâm hân vô cùng mắc cười nhưng cố nén lại thất thân đại sư nhìn thấy biểu hiện của lâm hân thì lại nói mấy vị thí chủ sau biểu cảm lại quái dị như vậy có chỗ nào không khỏe sao lại là lâm hân ta đang cố gắng hồi tưởng lại câu chuyện bi thương nhất đời này nhưng cười chết ta đi ha 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 không được rồi mẹ ơi ha 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 ha, ha. đây là pháp hiệu quỷ gì hai vị hòa thượng liền nổi giận xông lên người ngươi các ngươi ở đây xem ta đây thế là xong thuyền tiếp tục bị hỏng nữa hồ tam đầu lại đau lòng á à, thuyền của ta thuyền bảo bối của ta ái phi của ta ngươi làm hỏng hết rồi hai cái tên này thất thân đại sư lại nói thứ vô lễ lại bất kính với phật môn bần tăng phổ độ các ngươi bích phật huyền thượng thất cấm lại khuyên ngăn sư huynh bốt giận đừng làm lỡ việc chính chuyển cảnh thi chủ cho hỏi có từng gặp qua bốn người này không hồ tam đầu liền nhận ra ngay người này là ai đây chẳng phải là bốn người của bọn Lâm Hân sao? Bên đây, bốn người Lâm Hân đang lo lắng, tiếng vang lúc nãy là sao vậy? Đừng qua bên đó. Đột nhiên Thất thân Hòa thượng thấy bốn người bọn họ có gì đáng nghi nên hỏi. "Bốn người các ngươi, lén lén lút lút muốn làm gì?" Lén lén lút lút, Thất Cấm Hòa thượng đã nghe thấy liền nghi ngờ. Lúc này Hồ Tam Đầu Hồng Bao Che nên đã nói, "Ta không gặp qua người các ngươi muốn tìm, trên thuyền toàn là huynh đệ trong bang của ta." Vừa nói ông ta vừa che khuất đi tầm nhìn của hai tên Hòa thượng, nhưng cũng không qua mắt được bọn họ. "Ôi tiêu rồi." vị hòa thượng thất cấm tiến lại gần và nói các ngươi đứng lại mau xoay người qua đây thế là bốn người từ từ xoay đầu ra bần tăng muốn xem thử bốn người các ngươi cả bốn người đều đồng thanh hỏi có chuyện gì không đại sư bốn người giả dạng trong bộ dáng thật là đáng yêu nên đã qua hải thấy vậy thất cấm hòa thượng liền nói được rồi mấy người mau về dưỡng bệnh đi được chúng tôi đi đây tên lâm hân này đúng là xấu xí a di đà phật tội lỗi tội lỗi ngươi nói ai xấu xí đầu chọc chết tiệt ngươi có thẩm mỹ không vậy hả có tin lão nương đây sẽ xác ngươi không bọn họ tức giận vì bị chê xấu thế là bị thất cấm hòa thượng phát hiện ra và đuổi bắt quả nhiên là các ngươi giao nguyên thú ra đây bần tăng có thể cho các ngươi một con đường sống thế là cuộc chiến bắt đầu lại có thể bùng phát ra uy lực cương mảnh như vậy đúng là tuyệt thế bảo đao long nêu gấp 10 lần cũng không thể trọng thương hắn và lại còn một tên đang quan chiến nữa kìa lâm hân hơi lo lắng đón lấy nào hừng không ngờ ngay cả thiên long tự cũng cùng bọn với huyền thanh tông các ngươi làm vậy không sợ xuống địa ngục sao ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đắc đạo cao tăng cảnh giới cảm nhân lâm hân lại bảo các ngươi làm màu khiến ta bất ngờ ngươi dám trồng dâu trên người đại bảo bối của ta hồ tam đầu liền bảo là huynh đệ thì đến chém hắn xong lên đạo truyền kỳ 999 lang nha ham chơi xanh một phát nhiệt huyết truyền kỳ quyền đỉnh phong tương chiến bần tăng không có hứng thú chơi với các ngươi a à, a à, há à, chỉ một chút mọi người đã bị tên đầu chọc hạ ngục lúc này hai tên hòa thượng đang bàn tính sư huynh chiêu thức của tên họ lâm rất quái dị tốc chiến tốc thắng đi được bích phật song phi hừ một chiêu khoa trương như vậy nếu đỡ trực diện tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện lớn đến lúc rồi rút vị thú nương thứ tư đi đúng rồi bỗng nhiên dị thú nương xuất hiện lại than trách ai ra sao mở rộng quá người ta sẽ rách mất nhịn một chút một lát sẽ khỏi đáng chết không kịp rút rồi phật ta từ bi phổ độ chúng sinh các người xem đây hứ thuyền này sao đột nhiên tăng tốc vậy rõ ràng không có gió mà xem đuôi thuyền kia đó là cái gì lúc này trên thuyền mọi người ra sức nắm chặt lấy thuyền để không bị bay khỏi á à, lực đẩy mạnh như vậy không lẽ thế giới này đã có động cơ loại phun khí rồi sao ôi má ơi nguy hiểm phía trước sắp đụng vào chiếc thuyền bị chìm rồi ô không điều khiển cấp cao cách đơn sơ nhất luôn luôn chỉ cần động cơ hệ phun khí hồ tam đầu lại nói dám ứng hiếp trên đầu thiên nghĩa bang ta các ngươi nghĩ nhiều rồi muốn người của ta đuổi kịp mông ta trước rồi hãy nói ha 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 các ngươi mau đứng lại hai người đang bơi đuổi theo bơi nhanh hơn nữa thì cũng không sánh được với bay đâu nhân cơ hội này mở vị thú nương thứ tư cho ta xuất hiện nhất phát nhập hồn độc đồ nương bố mãn xin chào ngô hoàng nhỏ nhắn như vậy thì có thể có tác dụng gì chuyển cảnh a à, đại ca tiêu rồi thuyền dừng lại rồi cứu lão đại mau đến giúp đỡ lúc này cô thú nương khóc nhòa lâm hân nhìn thấy cô thú nương liền hỏi cô sao vậy ta ướt rồi linh thú lại bảo tránh xa cô ta ra đột nhiên thú nương lại trở nên khổng lồ hà đồ nương hình thái nộ hóa chỉ chốc lát đã đánh xong trận hay lắm một đòn đã phá kim thân rồi đáng chết ta vẫn chưa thua chẳng qua là sức lực mà thôi há xem nội luyện phật quang của ta kim cương bất hoại chi thân chúc mừng thất cấm đại sư lập địa thành phật sư đệ đòn mạnh nhất phật quang diệt thế thần đi chết đi hòa thượng kêu ngạo lại gặp phải thứ dữ rồi ồ gió mát quá đi chỉ cần tác động một cái hách thì có thể không nể mặt phật sao thí chủ hãy buông đồ đao xuống lập địa thành Phật Phật có nói thù hận vĩnh viễn không thể hóa giải thù hận chỉ có từ bi mới hóa giải thù hận Phật cũng nói bạn bị chó cắn rồi có thể cắn lại sao và Phật cũng có nói đừng đánh nhau đánh thắng thì nằm viện đánh thua thì ngồi tù Lâm Hân hơi ngạc nhiên nên hỏi lại hai câu sau là Phật tổ nói thật sao chuyển cảnh vốn nghĩ chỉ có Huyền Thanh Tông đang giở trò xem ra là chúng ta quá lạc quan rồi phải mau chóng về nếu không sẽ còn bị truy sát sao cô ta cứ phải treo trên người ta ngủ dậy nè bố mãn hóa lớn rất hao phí lực cho nên cần gián gần cậu bổ sung năng lượng chờ sau này các người ký khế ước thì sẽ không như vậy nữa ký khế ước với cô ta ư không được có phải các người thiếu ta một lời giải thích không a à, quên mất hắn rồi ta mau thu hồi gây ra phiền phức lớn như vậy chắc chắn có gì giấu ta rồi phải không hổ lão đại hiệp ca nghĩa đảm xã mạng ra tay tương trợ ta cũng không muốn lừa người đúng vậy thật ra bọn ta là lúc nãy đó là thử nghiệm của các người đối với ta phải không không thể không nói biểu diễn lúc nãy thật sự quá hấp dẫn nhưng ta vẫn gánh được áp lực đưa ra được đáp án điểm cao phải không cái gì thì ra là thử nghiệm sao lão đại sao người phát hiện ra vậy đồ ngu ngốc đầu ốc không xoay chuyển sao ta vừa mới nói muốn cưới tiểu liên cô nương thì có người đến bắt cô ấy trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao thì ra là vậy lão đại anh minh diễn rất thật tuy cơ ta phát động bị thương rồi nhưng mà các người yên tâm phía trước ta không có bị thương tuyệt đối không ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau của tiểu liên tên lão đại này hoàn toàn không cho người ta có cơ hội thẳng thắn được mà người anh em này não yêu thời kỳ cuối à ở một nơi nào đó có người đang thầm chửi tên họ lâm kìa ngươi dám coi ta là tên ngốc xoay vòng vòng ư lâm hân nghe thế thì phì cười xem ra định vị của ngươi đối với bản thân mình chính xác biết mình là kẻ ngốc luôn đồ cái tên âm hồn không tan lâm hân ngươi bớt đắc ý đi xem lần này ta gọi bao nhiêu người đến ra đây đi nào lúc này lâm hân chợt nhớ ra đó chính là chi viện trong lá thư bí mật tối qua đã nhắc đến sao lần này phiền phức hơi lớn rồi mau xông lên giết chết hết không chừa một ai dạ ai dám hỗ sược truyền lệnh quân chủ tần đại tinh kẻ gian nước địch lâm hân lẻn vào trong nước quân phòng bị các nơi phải toàn lực vây bắt sẽ được tiền thưởng vạn kim không kể sống chết đầu người của lâm hân là của chúng ta đáng chết không ngờ tới quân đội cũng nhìn chúng rồi bất luận các ngươi từ đâu đến nếu đã ở trong nước bắc hùng thì nên thành thật một chút tranh công với quân đội Ta nên cân nhắc lại mới được bên này lâm hân không ngờ mình lại được tranh nhau như vậy đã là lúc nào rồi mà còn có tâm tư đùa giỡn lần này làm sao chạy đây ha ha màn kịch này diễn rất đầy đủ ngay cả quân đội cũng đến rồi ta hiểu cứ việc đến đi lão đại đang đợi chờ xem kịch hay a à, không phải tấm chân tình của ta đối với tiểu liên cho dù long trời lỡ đất tan xương nát thì cũng không có a à, lão đại đừng lão đại đang đứng tấn chịu lực chuẩn bị xuất kích âm thanh bổ vây khắp nơi xem hoa nở hoa tàn ngẫm vân quyển vân thư lão đại đừng động phật pháp cao thâm hình như ta đã thông thấu rồi vị hòa thượng liền bảo ta mặc kệ phía sau các ngươi là tần đại tinh hay ông chủ tạ lâm hân phải để ta dẫn đi ở địa giới nước bắc hùng bọn ta huyền thanh tông các ngươi kẹp đuôi mà làm người đi trừ bọn ta ai cũng đừng hòng động hắn phía bên này cũng đòi bắt người không ngờ ta lại được tranh nhau như vậy lâm hân có vẻ đang vui nên vừa nói vừa chọc gẹo ông chủ tạ ô ô ô đừng mà dịu dàng chút đi nghe ta nói sở dĩ chín nông một à không đúng mà là ngồi núi xem hổ đấu nếu họ đều muốn người thì chờ họ đánh đến lúc không thể ố ô, ô ô đúng dùng sức đừng vì ta là một đóa hoa yêu kiều mà thương tiếc ta ta thật sự rất muốn dùng sức mà đâm vào tư hân lên tiếng nhưng hắn nói đúng chờ hai bên đánh nhau có thể chúng ta thừa loạn mà bỏ chạy lâm hân thì ngược lại lý luận không sai nhưng người có chút não thì không ai làm vậy lúc đó hai bên sẽ đều có hiệu lệnh phía bên triều đình có lệnh bệ hạ có lệnh sống phải thấy người chết thì phải thấy xác chúng ta cứ bắn họ chết trước rồi sau đó mới đi cướp thi thủ dạ còn về phía ngược lại cũng có lệnh đệ tử huyền thanh tông nghe lệnh toàn bộ mọi người đều qua bên đó chào hỏi mấy tên khốn kiếp trên thuyền nhất định phải chết trong tay chúng ta dạ đây mới là thao tác bình thường phía triều đình chuẩn bị bắn tên qua nhưng đã có người ngăn cản lại lâm hân suy đoán quả nhiên người đưa thư tối qua vẫn âm thầm giúp đỡ cơ khả họ tạm thời không cần ra tay nữa đột nhiên cơ khả kêu lên sư phụ thanh văn tông làm việc dừng tay vị hòa thượng hơi ngạc nhiên khi thấy thanh vân tử bán thiên linh kiếm thanh vân tử còn có thanh vân thập tam kiếm của hắn lần này phiền phức rồi phía quân đội lúc này khi thấy thanh vân tử xuất hiện thì liền hạ lệnh không có lệnh của ta không ai được manh động thanh vân tông trước giờ không màn thế tục lúc này ra gây sự gì chứ còn về lâm hân lúc này lâm công tử chúng ta lại gặp nhau rồi có người đưa thư nói thanh liên tử ở cùng người vậy nó đâu cô ta sư phụ vị cô nương này cô nhìn nhầm rồi ta không phải sư phụ của cô ái ra ta chính là thanh liên từ đây thanh liên sao con lại ăn mặc như vậy à ta hiểu rồi con vì che giấu thân phận nên mới mặc đồ nữ đúng không xin lỗi sư phụ thật ra con luôn là con gái cái gì con gái thanh vân tử ngây người ra bọn đệ tử cũng hốt hoảng theo con gái xin lỗi sư phụ con giấu lâu như vậy khoan đã cái này con để vi sư bình tĩnh lại đám đệ tử lại ngẫm nghĩ chả trách không chịu tắm cùng chúng ta chả trách âm thanh của cô ta nhẹ nhàng như vậy vậy mà cô không phải nam uổng tấm chân tình của ta vị hòa thượng liền nói thanh vân tử đích thân ông đến cũng không có tác dụng gì hôm nay chúng ta cần phải nói rõ nghe âm thanh này là biết cầu tử đạo rồi người đâu người đâu ở đây này tên chết tiệc nhìn đi đâu đấy tóc của ông sao vậy cần ông lo à im miệng cho lão tử bên phía quân đội cũng bảo thanh vân trưởng lão đệ tử quý phái của ông có thể đi theo ông nhưng lâm hân là người bệ hạ không điểm ông không thể dẫn đi được vị hòa thượng cũng tiếp lời đúng vậy thanh liên tử ông có thể dẫn đi nhưng tên họ lâm là người ngoài ông không có lý do gì giữ lại xảy ra xung đột trực diện không đáng giết tên họ lâm tế thiên trước thanh liên tử thì để tên đó tìm cách giải quyết trong thanh vân tông đi thanh liên tử liền bảo sư phụ người không thể mặc kệ lâm hân nếu không có họ hộ tống con sớm đã lành ít giữ nhiều thanh liên tử con biết quy tắc mà phải không chúng ta không thể vì một người ngoài mà làm lớn hắn không phải là người ngoài lâm hân hắn là hắn là lâm hân lúc này cũng lên tiếng ta hiểu được mà Mời trưởng lão Thanh Vân dẫn Thanh Liên Tử đi đi. Bọn ta sẽ nghĩ cách khác, hắn là vợ con mà. Hà? Vợ sao? Mọi người đều kinh ngạc, Lâm Hân thì khóc không thành lời. Em gái à, cô đây là hủy sự trong sạch của ta à? Nghe thấy thế, Tư Hân liền lao vào đánh Lâm. Hay cho một tên phụ tình, có bổn cung còn chưa đủ, lại còn dám định chung thân với người đàn bà khác. Cô bình tĩnh chút, nghe chết ta rồi." Thanh Vân Tử đi tới gần và hỏi Thanh Liên Tử. "Thanh Liên Tử, chẳng lẽ ngươi và hắn đã?" "Cái đó, ừm, gì chứ?" thanh vân tử đột nhiên hoa mắt chóng mặt phải làm sao đây sư phụ chúng ta có dẫn tiểu sư muội theo không bên phía quân đội thanh vân trưởng lão người biết điều là trang tuấn kiệt không cần phải vì bọn họ mà đắc tội bệ hạ ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hừ bệ hạ của các người không quản được thanh vân tông ta thanh vân thập tam kiếm toàn bộ đè lên bảo vệ hai người không khó vì con cháu ta sẽ làm lâm hân lúc này cũng năn nỉ thanh vân tử cái đó có một vấn đề nhỏ bên này con hai gia quyến của ta phiền người cùng cứu đi đi sắc mặt của thanh vân tử tối sầm lại thấy không thoải mái lâm công tử tuy cậu cũng là bạn của thanh vân tông bọn ta nhưng như vậy ta sẽ thêm tiền cho ngài nghe tới tiền thanh vân tử liền quay xe nếu là bạn thì đương nhiên không thể bỏ bất kỳ một ai các đồ nhi chuẩn bị đột phá vòng vây tạ bên phía quân đội thấy vậy thì liền ra lệnh nếu đã như vậy thì đừng trách ta không khách sáo bắn tên bên thanh vân tông cũng tung màn kiếm trận một màn chiến đấu rực lửa chói trang tư hân thấy hai bên chiến đấu thì có cảm giác phấn khích Wow, trắng lệ quá. Anh yêu, đây là do anh chuẩn bị cho em sao? Xin lỗi, là em đã trách lầm anh rồi. Lâm Hân đành cạn lời với cô ta. Chuyện này, cứ theo như những gì cô nghĩ đi. Cô thú nương cũng thầm nói. Lúc nãy, chủ nhân nói, ta cũng là gia quyến người muốn dẫn về. Cộng thêm ngọn lửa trắng lệ bây giờ, chẳng lẽ hắn tính, tỏ tình với ta. Đột nhiên cô một mũi tên bay qua người cô thú nương, cũng may nhờ cô Lâm Hân kịp thời chạy tới đỡ cô ấy ra. Nguy hiểm. Á, à, cô nên tỉnh táo chút tấn công của kẻ địch mãnh liệt như vậy kiếm trận sắp không chống đỡ nổi nữa rồi ừm không sao đâu chủ nhân ta chịu được đến đây cô thú nương cứ nghĩ lâm hân sẽ làm gì mình nên nằm im va chu mỏ ra định thưởng thức nhưng lâm hân đã đi từ lâu rồi trong đầu vị này nghĩ gì vậy hai ngay lúc này bên bọn hòa thượng cũng tranh thủ thời cơ cơ hội tốt đấm cho ta dạ trà trộn vào tranh thủ giải quyết họ ở đây bọn người của thanh vân tông cũng đang cố gắng chiến đấu liều với bọn họ lục kiếm phòng ngự thất kiếm tấn công Dạ, Lâm Hân lại nghĩ, cách đánh đồng quy vu tận này không được rồi. Ngô Hoàng, nếu muốn đột phá vòng vây, ta có thể giúp đỡ. Chủ nhân, có thể vào rồi. Cô có tuyệt học gì, mau đem ra đi. Để ta, mau to ra. Bắn đồn độc, một làn khí nước độc phun ra. Bên quân đội, mưa rồi ư, không giống, vậy đây là gì? Á, à, có độc, tất cả đều bị trúng độc. Nguyên thú hệ độc 15 sao. Có kỹ năng hệ độc sát thương nhóm, nếu không có cách khắc chế hoặc áp đảo cô ta. Cô ta gần như là sự vô địch trong chiến trường. Rút, mau rút thôi. Thế là bên phía quân đội đã rút lui. Nguy hiểm, dính một giọt sẽ chí mạng, cực độc như vậy không có thuốc giải. Tuyệt đối không thể chạm vào, chạy mau. Độc như vậy, ta phải làm sao đây? Đeo thép sao?